Nếu đúng thì gửi kính về cho anh địa chỉ. Anh bị bệnh. Anh phải là tự tin. Lại vậy. Mọi người ơi, mọi người đã thấy tôi bút chưa ạ? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây nha, cho em thấy mọi người luôn nha. Hello các tình yêu. Mọi người ơi, mọi người đã thấy em chưa? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người... Ơ, đã comment đó chưa? Đây rồi, ok rồi chị. Hello anh Việt, tôi tốt chào anh Việt luôn ạ. Chào mọi người mới vào trong livestream của em luôn nha. Hello chị Nhật Ly, tôi tốt chào chị Nhật Ly luôn nha. Hello anh Thành Hân, em chào anh Thành Hân luôn ạ. Mọi người ơi, mọi người ai có đang trong livestream của em thì mọi người comment lên cho em thấy mọi người luôn nha. Anh Cường kia mà máy nói hả? Hello em khỏe anh Thành Hân ơi. Em chào anh Thành Hân, em chào chị Nhật Ly luôn ạ. Mọi người ơi, mọi người ai thấy em rồi mọi người comment lên đây đi cho em thấy mọi người luôn nha. Hello nhân quả luôn nè, nghe cái tên thích ghê luôn á. Rồi mọi người ơi, còn ai thấy em nữa không ta? Để em lựa cái kính này em tặng cho mọi người ngày hôm nay chơi mini game của em luôn nha. Kính nào đây ta? Đường có đèn. Hello mọi người ơi, có ai thấy em nữa không? Mọi người nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây cho em nha, cho em thấy mọi người luôn nha. Hello các tình yêu. Lên mini game anh bán trúng luôn nè. Ô, hay quá ta. Hôm qua anh có đánh trúng đâu, anh xạo quá à. Hôm qua anh không có đánh trúng. Rồi mọi người ơi, có ai thấy em nữa không mọi người? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây nha, cho em thấy mọi người luôn nha. Hello bên Phú Trần, chị Tốt chào em luôn nè. À, còn ai thấy Tốt nữa không mọi người? Ai thấy nữa thì mọi người nhớ comment lên đây cho Tốt thấy mọi người, để Tốt chào mọi người, để mình tiện tương tác với nhau luôn nha. Sau khi mọi người vào đông đủ rồi, em sẽ lên mini game để tặng kính cho mọi người. Mình sẽ chơi câu đố luôn mọi người ha. Hello, 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 hello. Tóc đẹp đó hả? Ờ, hồi nãy bé trong công ty làm tóc cho em đó. Em thấy em rồi, dạ em chào anh Kinh Sư ạ. Ăn cơm chưa nè, chị ăn cơm rồi. Hello, hello. Christiana Ý Ngô luôn nha. Bánh bao cha nội này. Rồi mọi người ơi, còn ai thấy em nữa không mọi người? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên cho em nha. Ờ thấy, hello anh Tài Minh, tôi thấy anh rồi nè. Tôi thấy anh Văn Tuấn nè. Chúc thấy anh trai khách luôn nè. Hello anh trai khách luôn nha. Rồi mọi người ơi, thì tôi sẽ mang dạ em ăn rồi, anh Kenzo ăn chưa? Nay chơi tóc màu đen luôn. Nhìn có ngứa mắt không mọi người? Hello chị Trang Quỳnh, lâu quá mới thấy chị yêu luôn đó nha. Chị yêu làm gì mà không vô livestream của em chơi vậy? Rồi, thì mọi người ơi, 8 điều khẩu nghiệp tuyệt đối không nên đi, không được nói dù là người nhà hay thân mến. Hay vậy? Oh my god. Hello anh trai khách, thấy cái áo màu hồng này, anh không thấy em đâu, thấy áo màu hồng thôi à. Rồi mọi người ơi, thì em sẽ lên chiếc kính này để em tặng cho mọi người ngày hôm nay trên livestream của mình nha. Rạng ngời thật đó, chị cảm ơn Phú Trần nhiều nha. Rồi mọi người nhìn nha, đó. Trời mất đời đó, cơm mang kính này lên y như tay luôn mọi người ha. Giống như Châu Phi không? Có điều là trắng hơn Châu Phi thôi mọi người ha. À, nhìn tóc là như hồng hà như á. Anh nhìn đi. mọi người nhìn cái này mọi người có ngứa mắt không? Nhìn có nhồm không? À, thì cái kính này hôm nay em đang mang, em sẽ tặng cho các tình yêu của em chơi mini game ngày hôm nay ạ. Thì kính này đó mang thương hiệu là Cushy nha, có giá là 400k một cây.
Kiến này đẹp mà, mẫu này đẹp mà, hay là anh thích mẫu khác nè. Vậy thôi em sẽ lên mẫu khác nha. Em lên cái mẫu mà Lacoste này đi ha. Em tặng kính Lacoste này chịu không? Kính này sẽ đẹp hơn đúng không? Thôi kính này ha. Rồi mọi người ơi, thì cái kính này em đang mang bữa giờ chị không thấy like của em. Ủa sao lại chị Trang Huỳnh ơi, em like hàng ngày luôn. Ngày nào em cũng like hết trơn á. Trời ơi, chị bấm theo dõi fanpage của em đi, bấm like fanpage của em đi, khi nào mà em like nó sẽ hiện lên nha. Rồi mọi người ơi, thì cái kính này là 400k một cây, đây là mang thương hiệu Lacoste, tôi sẽ tặng cho mọi người kính này nha. 400k một cây được không ạ? À? Nói gì? Nhìn cool ngầu cái quả đầu. Hello quá khứ, hello bà đủ luôn nghe. Bà đủ hay bà đủ vậy? Bà đủ. Rồi, kính này tôi để trên đầu cho mọi người nha. Câu đố ngày hôm nay mà tôi muốn lên cho mọi người coi đó là bánh gì là không ăn được mọi người nha. Bánh gì không ăn được mọi người comment liền cho tôi luôn được không ạ? À? Bánh gì là không ăn được mọi người ơi, bánh gì nha, mọi người comment liền cho em luôn ha. Bánh gì không ăn được nha. Mọi người ơi, bánh gì không ăn được mọi người ơi? Ai lấy thì mọi người comment, ấy lộn lộn lộn. Ai ai biết thì mọi người comment liền cho em luôn nha. Đây mọi người ơi, mọi người à, để em làm này cái bánh bánh xe là sai luôn, bánh xe là sai là tình yêu của em ơi, không đúng luôn nha. Bánh gì không ăn được mọi người ơi, mọi người comment lên liền cho em được không hả? Mọi người comment liền cho em luôn nha. Bánh xà phòng là sai, bánh xe là sai, là bo đủ ơi thì bánh không ăn được, sai rồi Nguyễn Văn Hùng ơi. Mọi người ơi, bánh nào là không ăn được mọi người comment cho em nha. Cái kính em đang mang trên đầu của em nè, rất là sang chảnh luôn ha, giá của nó là 400.000 một cây mọi người nha, siêu sang chảnh siêu đẹp luôn nè. Bánh xe là sai rồi, bánh lái là sai luôn nha, không đúng luôn nè các tình yêu của em ơi. Không ai bánh đâu mà ngắm tức tôi à hả? Không ai bánh đâu mà ngắm tức tôi à? Em non anh Hà Trần, bánh lái là sai luôn, bánh đồng là sai, bánh đồng là bánh gì ta, em không hiểu luôn á. Rồi mọi người ơi, bánh gì là không ăn được mọi người comment liền cho em luôn nha. Bánh bao là sai, bánh bị thiếu là sai luôn rồi, không đúng luôn anh ơi. Rồi bánh gì không ăn được mọi người nha, nhớ nha, để tham gia mini game thì mọi người cần chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai nè, chia sẻ cho em vào 10 hội nhóm, chụp màn hình lại cho em gửi về fanpage. Mấy nay có ai chụp màn hình gửi fanpage không? Gì kìa vậy? Ủa mọi người ơi mọi người, nếu như mà cái người mà trúng mini game á, mà cưng kiểm tra nếu mà nó check check inbox á, mà người đó không có gửi về fanpage tin nhắn sẵn, nó là không không hợp lệ nha. Mọi người ơi, bây giờ em nói mọi người nghe nha, để nhận được kính á, để tham gia mini game thì mọi người nhớ nè, chụp màn hình lại lượt chia sẻ về trang cá nhân để chế độ công khai, chụp màn hình chia sẻ vào 10 hội nhóm, inbox trực tiếp cho fanpage của em liền luôn, ngay bây giờ luôn nha. Vì nếu như mà khi mà em mà bóc trúng ai đó đó, em mà có người trúng thưởng rồi, em lít vào tin nhắn của người đó không có gửi về fanpage thì người đó sẽ không được nhận kính luôn mọi người nha, nhớ chưa Long? Rồi, hello anh Ban Sáng luôn, bánh xe là sai, bánh bèo là sai, bánh bèo ăn được mà, chị đã tốt tốt sao vậy, sao khi chị bằng chị Đại vậy, Phú Trần ơi. Được, được là sao anh trai khách ơi, anh nói gì em không hiểu luôn nè. Rồi, bánh bị hư là sai luôn chị Thủy Trần ơi, cây xưa ơi, bánh bèo là sai, Thái Sơn Nguyễn ơi, em chào anh luôn nha. Trả lời thôi là không cần quà sao mà anh dễ thương quá vậy, cây xưa ơi. Đâu, sao em không thấy cái mặt của anh vậy, thấy cái mặt của anh để có biết coi mà anh dễ thương quá vậy. Bánh bao là sai luôn, bánh bao là ăn được chứ không nội. Rồi, bánh gì không ăn được mọi người ơi, mọi người comment lên liền cho em luôn nha. Bánh gì là không ăn được, chia sẻ họ nhóm sao chụp màn hình được. Đây, Thanh Tuấn xài điện thoại gì đó. Nếu như Thanh Tuấn xài điện thoại Samsung thì tôi không biết. Còn nếu như xài điện thoại iPhone thì có thể là lúc mà mình chia sẻ livestream thì mình bấm cái nút mà này nè. Đây, để em hướng dẫn mọi người cách chia sẻ livestream luôn nha. Đây, khi mà mọi người chia sẻ livestream á thì mọi người làm theo em nè. Đây, bấm chữ chia sẻ nè. Rồi, bấm chữ chia sẻ hội nhóm nha. Đó, là nó sẽ hiện ra rất là nhiều cái hội nhóm cho mọi người. Mọi người click vào những cái ô màu xanh ở đây nè. Đó, ví dụ như là click vào những cái ô màu xanh, từ từ em sẽ click cho mọi người coi nha. Ví dụ như vậy nè. Đó, click vào hết những cái ô màu xanh như vậy là nó ghi là đã chia sẻ đúng không? Rồi, nếu như xài iPhone nha thì bấm cái nút Home nè, với lại cái nút nguồn bên đây nè, cái nút nguồn bên đây nè. Đó. Chụp màn hình lại liền, chết mẹ sai vậy. Sai vậy, sai vậy? Nè, rồi em bấm nha. Đó, chụp màn hình lại liền, bấm nút Home với nút nguồn nè là chụp màn hình lại được nha. Rồi, mọi người làm như vậy đó rồi mọi người gửi qua inbox liền cho em nha, bánh xe là sai luôn. Bánh xe là sai rồi, bánh gì không ăn được mọi người comment liền cho em luôn nha. Đại Điều ơi, chia sẻ livestream chưa? Mai Hoa ơi, chia sẻ livestream chưa ạ? Lan Minh chưa có chia sẻ livestream luôn nha. Bánh xe là sai, bánh hết hạn sử dụng là sai rồi chị Thủy Trần ơi. Chị Thủy Trần ơi, chia sẻ livestream cho em chưa ạ?
Mọi người ơi, mọi người nhớ nha, có chia sẻ livestream thì mới tham gia mini game được nha. Và mọi người ơi, một người chơi thì mình được comment vô số lần, nhưng mà mọi người nhớ là phải chia sẻ livestream kèm theo số lần comment. Bao nhiêu lần chia sẻ là bấy nhiêu lần comment mọi người nha. Mọi người đừng có comment là mọi người đừng có comment 100 lần mà mọi người chia sẻ có 10 lần là không được đâu nha. À hiểu rồi. Đó, ok Thanh Tấn nha. Rồi bánh xe em ơi là sai luôn rồi anh Chí Tài ơi. Ngoài cái bánh xe, bánh hết hạn sử dụng, bánh hư, bánh bị thiêu, bánh bèo ăn được mà. Thầy mọi người lấy cái bánh gì ra nữa đây, không ăn được nha. À, em cảm ơn Thi Nguyên ạ, à, em cảm ơn Thi Nguyên nha. À, hello anh Hà Tân Vũ luôn ạ, à, hello Ngân Ngân sư muội của chị Trúc luôn. Chia sẻ livestream cho chị đi Ngân Ngân sư muội ơi. Rồi, bánh gì không ăn được mọi người nha. Mọi người comment liền giùm em nè, kèm theo đó là chia sẻ livestream được không ạ? À? Bánh bao của em hả? Bánh bao của em là đâu ăn được hả? Không đúng luôn anh ơi, anh Đỗ Văn Hiệp sai rồi nha, Đỗ Văn Hiệp ơi. Rồi, khủng long chúa con hả? Cái gì vậy ông nội trai khách ơi? Rồi, bánh xà bông là sai, bánh bao ngậm được không ăn được. Ông Cường này em tán cho anh một cái sắc mặt bây giờ, anh nghĩ sao anh comment vậy vậy cho nổi. Rồi, bánh xe là sai luôn, năm quân ơi, Trần Tiến ơi, bánh xe là sai nha. Hà Tân Vũ ơi, bánh xe là sai luôn ạ. Mọi người ơi, bánh gì là không ăn được nha? Bánh bèo không đúng luôn, bánh đúc không đúng luôn, bánh đúc là ăn được mà. Rồi, à, bánh gì? Bánh xích lô. Bây giờ có nhiều bánh lôi ra hết. Bánh xe lửa, bánh xe bò, bánh xe gì lôi ra hết cho em nha. Mấy từ Túc ơi. Dạ anh ơi, từ từ, chưa có gợi ý được. Khi nào luật xe tăng lên em sẽ gợi ý liền luôn nè. Bánh gì, bánh gì? Bánh đã là bánh gì? Bánh đà là bánh gì? Không hiểu luôn, bánh xe là sai. Bánh đia nè. Wow wow wow, bé su su ơi, sao mà dễ thương quá vậy bà nội. Bánh đia nè không ăn được mọi người nha. Nhưng mà đâu ai kêu bánh đia nè đâu. Rồi, bánh xe là sai, bánh xe là sai, bánh lái là sai luôn nha. Bánh đúc là sai. Ủa bánh đúc là bánh đúc ăn được mà ta. Rồi, bánh dầu không đúng luôn nè. Bánh gì không ăn được mọi người nha. Quanh ghi chữ đẹp ghê. Em chia sẻ hết nhóm luôn rồi chị Túc ơi. Ok, có chia sẻ về trang cá nhân để chế độ công khai chưa? Bánh răng chị ơi là sai luôn nha, không đúng luôn. Rồi, bánh lái là sai luôn rồi. Bánh gì là không ăn được gợi ý đây. Ok, nước mắt không màu. Khi nào mà lượt view với lượt share tăng lên em sẽ gợi ý liền cho mọi người. Để em coi coi. Để em coi coi lượt share là bao nhiêu. Nếu như lượt share tăng lên em sẽ gợi ý liền luôn nha. Bây giờ để coi coi lượt share là bao nhiêu. Mọi người có chia sẻ livestream chưa? Nếu như mà mọi người bánh tát, bánh tát, bánh tát là bánh gì em không hiểu luôn. Mới có 179 lượt chia sẻ thôi, rất là ít luôn nha. Bánh bú là bánh gì cho nội, bánh xe em nhé. Không đúng luôn anh Giang ơi. Bánh xe không đúng luôn Minh Minh ơi. Mọi người ơi, mọi người loại trừ cái đáp án là bánh xe ra cho em nè. Loại trừ đáp án là bánh xe nè, ở bánh xe bò, bánh xe nè. Rồi bánh gì nữa đây, à, bánh đồng là sai luôn nha. Bánh bị thiêu là sai, bánh hết hạn sử dụng là sai, bánh bao là sai luôn nha. Chậm thôi, không phải cắn lưỡi bây giờ, ok cũng cưng. Bánh xà phòng cũng sai luôn. Những cái đáp án nào sai mọi người đừng comment lại nha. Rồi, bánh gì là không ăn được? Bánh giả đồ chơi là sai. Bánh chim là cái gì ông nội? Rồi, bánh đá là sai luôn, bánh chày là sai, bánh xe là sai luôn. Bánh gì nữa đây? Bánh trôi nước ăn được nha. Quỷ sứ Hà, Đặng Nhật ơi, bánh trôi nước anh ăn được mà. Anh không ăn được mà em ăn được nè. Rồi, bánh đá là bánh gì em không hiểu bánh đá luôn. Bánh xe là sai, bánh gì bánh tái? Bánh tán là bánh gì hả chị hai? Rồi bánh in là bánh hiện của không biết luôn, nhưng mà không biết luôn bánh thiêu là sai luôn nha. Bánh lái là sai luôn anh Phong ơi. Xong quê chưa có chia sẻ livestream là không có được đâu nha. Rồi em lấy cái kính khác lên em tặng cho mọi người nữa. Thì em sẽ lên một cái cây kính này, đây là hàng cao cấp bên em nha. Em lên cái kính này cho mọi người coi nè, rất là ngầu luôn. Thì kính này em sẽ tặng cho mọi người, đây là dòng Boxer luôn nha. Thấy không ạ? Đó. Cái thằng chỉ vậy thôi mày, sao mà mày comment mắc dạy quá vậy, tao tát mày bây giờ nha, để lóc thằng này coi nói chuyện vô duyên người gì đâu kỳ cục. Rồi mọi người ơi, mọi người nhìn cái kính này nha, mã của kính này là dòng Boxer mọi người ha. Hiệu của kính này là dòng Boxer, có chữ Boxer màu vàng ở trên đây cho mọi người. Trong này là trong Polaroid nha mọi người, nhìn nha, mở ra mở vô được luôn. Thì kính này em sẽ tặng cho người nào chơi mini game của em đó, rất là ngầu. 700k một cây, có hộp đầy đủ như vậy cho mọi người luôn, thấy không? Có hộp đầy đủ tặng kính nha. Comment mini game liền cho em thiệt là sung sức luôn. Và bây giờ cái kính 700k này em sẽ tặng cho người nào chia sẻ cái livestream này của em nhiều nhất vào các hội nhóm hay về trang cá nhân cũng được luôn, được không ạ? Còn câu đố nè, bánh gì là không ăn được nha. Đây mọi người ơi, bây giờ mọi người cùng làm theo em để mình chia sẻ livestream. Em sẽ hướng dẫn mọi người cách chia sẻ livestream để nhận được ngay cây kính 700k này luôn nha. Có chữ Boxer ở đây sang chảnh lắm. Cái kính này nè, chống trời, chống bể, chống rơi vỡ cho mọi người luôn. Bây giờ mọi người làm theo em nha. Thì trên cái màn hình livestream nhắc vào cái chữ chia sẻ ở cuối màn hình cho em nè. Đó, rồi bấm chữ viết bài nha. Rồi bấm chữ đăng ở đây cho em là chia sẻ về trang cá nhân. Bấm chữ chia sẻ, chọn các hội nhóm cho em. Thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều hội nhóm luôn. Mọi người làm theo em để nhận được cái kính em đang mang nha. Đó, click vào hết những cái ô màu xanh ở đây cho em được không ạ? Thì trong vòng 3 phút ai click được nhiều nhất người đó sẽ được nhận kính.
Được chưa ạ? À? Lít hết luôn, cứ từ từ mà kéo lên, nó sẽ hiện lên rất là nhiều nha. Rồi, bây giờ em bấm giờ trong vòng 3 phút thôi nha. Ai cũng như ai đều có thời gian là 3 phút để chia sẻ, cho nên mọi người tranh thủ chia sẻ. Hết hội nhóm thì chia sẻ về trang cá nhân. Rồi, 3 phút bắt đầu. Ok, để lên, để lên, để lên mọi người ơi. 3 phút bắt đầu nha. Trong vòng 3 phút này sẽ tìm ra được ai là người nhận được chiếc kính này luôn. 3 phút đang dần trôi qua. Hai cái bánh bao của em hả anh Tường ơi, làm gì vậy cho nổi? Anh cảm ơn mà em bóc cỏ luôn rồi nè. Bánh hời là sai, bánh hơi là sai. Anh chia sẻ hết rồi, dạ cảm ơn anh Kenshu luôn nha. Bánh lái là sai luôn rồi em ơi. Rồi mọi người ơi, mọi người comment liền cho em luôn nha. Bánh gì là không ăn được mọi người ha. Bánh gì là không ăn được. Long Long Long, Long lấy cho chị cái cây kính này đi. 8722 màu xám. Rồi, bánh có độc là sai luôn nha. Bánh nghệ thuật là sai luôn rồi. Đây mọi người nha, mọi người nhìn nè, thời gian cho mọi người thì chỉ còn có 2 phút 22 giây thôi. Cái kính này mọi người nhìn nha, bên trong nó có dán phản quang đầy đủ cho mọi người luôn. Hàng em tặng cho mọi người được bảo hành 3 tháng luôn, chống tiêu UV chuẩn 400, kính này 700k một cây luôn nha. Đây, bánh xà phòng là sai luôn, bánh gì không ăn được mọi người ơi, kèm theo đó là chia sẻ livestream cho em luôn nha. Alo anh nghe chị Trâm ơi. Ê, để em like xong cái em gọi cho chị liền luôn nha. Em đang like, dạ dạ. Chị hả? Chị không ăn gì đâu. Bánh xe là sai, bánh bị thiêu là sai, gửi đi chị. Ok, gửi cho mọi người. Đáp án có 4 từ. Đáp án có 4 từ mọi người ơi. Thời gian cho mọi người chỉ còn 1 phút 43 giây thôi. Tranh thủ chia sẻ live stream cho em nha. Đáp án có 4 từ mọi người nha. Mọi người comment cho em đi. Đáp án có 4 từ. Lẹ lẹ lên nha, để em tặng kính cho mọi người. Nôn nao tặng kính quá đi. Rồi, coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu. Lượt chia sẻ mà trên 1k view, 1k lượt chia sẻ em gửi cho mọi người liền luôn. Trái kính này em đang mang có giá là 700k một cây. Em sẽ tặng cho người nào có lượt chia sẻ nhiều nhất trong cái livestream của em ngày hôm nay, được không ạ? Rồi, lượt chia sẻ lên 798 lượt chia sẻ, sắp 1000 rồi. Nếu như lượt chia sẻ mà tăng lên đúng 1001, em công bố đáp án cho mọi người comment trúng luôn nha. Rồi, lượt chia sẻ mà tăng lên đúng 1001 lượt chia sẻ, em công bố đáp án ra cho mọi người comment, cho mọi người trúng thủ luôn. Bánh không ăn được là bánh gì luôn nè. Chia sẻ hết rồi em ơi, em cảm ơn Giàu Lam nhiều luôn nha. Bánh bèo là sai luôn rồi, bánh vẽ không ăn được là sai, bánh thiêu là sai, bánh đã hết hạn là sai. 4 chữ mọi người ơi. Bánh gì không ăn được comment liền cho em nha. Rồi, lượt chia sẻ chỉ cần tăng lên 1001 lượt chia sẻ, em công bố đáp án cho mọi người comment, cho mọi người trúng thưởng luôn. 968 lượt chia sẻ, chết cha, em còn có vài lượt chia sẻ nữa thôi là lên 1001 rồi. Mọi người tranh thủ nha. Thời gian cho mọi người chỉ còn 45 giây thôi. 45 giây cho mọi người chia sẻ livestream thôi. Bánh bao của Tốt Tốt hả? Cái bánh bao của em anh muốn ăn cũng đâu có được đúng không? Nhưng mà không phải đáp án đâu. Không lẽ em comment, không lẽ em ghi lên cái tờ giấy là bánh bao của em hả mấy cha nội? Cái gì vậy em nội? Rồi, cha nội thiếu tiền comment thấy ghê quá nha. Bánh bao là sai, bánh đét hết hàng là sai, bánh đất xét nặng là sai, bánh xe nhé là sai. Lê Lan chia sẻ livestream chưa có chia sẻ livestream kìa. 20 giây nữa thôi, bánh răng là sai rồi anh ơi. Xin quá cảm ơn đất mỹ của em nha. Bánh xe thiết giáp là không đúng luôn. 900 lộng cấp kính này tới 700k một cây lận mọi người nha. Rồi, ai lấy thì tranh thủ comment liền cho em luôn nha. Comment đáp án liền cho em để được nhận kính luôn nha. 700k một cây, được không ạ? Rất là đẹp luôn. Rồi, bánh gì không ăn được mọi người tranh thủ chia sẻ. Bánh hết hạn sử dụng là sai. Chết cha, hết thời gian rồi. Hết thời gian chia sẻ rồi. Ok, hết thời gian chia sẻ rồi. Em sẽ cho hệ thống kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ nhiều nhất. Em công bố trực tiếp trên livestream cho mọi người coi luôn nha. Những ai có chia sẻ rồi hãy ở lại trong livestream để coi coi mình có phải là người chia sẻ nhiều nhất không nha. Em đang xin nick của hệ thống nè. Rồi, mọi người comment cho em nha. Bánh gì là không ăn được. Bây giờ em coi lượt share bao nhiêu. Trên 1001, đúng 1001. Em công bố đáp án cho mọi người liền luôn. Ok chưa? Rồi, mới có 1k lượt share thôi. Mọi người nhìn nha. Mới có 1k lượt share thôi. Chói quá, thấy chưa? 1k lượt share thôi. Trời đất ơi, còn mấy chục lượt share nữa thôi là sẽ được. Em công bố đáp án cho mọi người comment liền luôn nha. Rồi, bánh gì? Bánh xe ô tô là sai luôn ơi. Bánh lờ là bánh gì cho nội? Không lẽ đợi em đọc lên luôn sao? Bánh xe ô tô là sai luôn. Người đẹp bánh bao cũng đẹp luôn hả? Cảm ơn Văn Tường nha. Bánh trung rất là sai. Rồi mọi người đợi em trong vòng vài giây thôi, hệ thống sẽ gửi kết quả liền cho em sẽ công bố xem ai là người được nhận chiếc kính này luôn mọi người nha. Rồi, bây giờ thì mọi người nhìn nha, phần quà tiếp theo dành cho mọi người nữa. Hôm nay em tặng quà cho mọi người thiệt là nhiều luôn nha. Mọi người nhìn nha, cái kính em đang mang thương hiệu của nó là hiệu Hugo Boss mọi người nha. Có chữ Boss được khắc tia laser trên đây, có cái logo Boss ở đây luôn. Về tháo tem ra cho em, trong kính này không phải là trồng nhựa, không phải là trồng VK đâu nha, mà nó được làm bằng trồng thủy tinh hữu cơ luôn. Đây, trồng thủy tinh nha, chống UV là chuẩn 400, mọi người thấy không? Rồi, mọi người nhìn nha, bên hông càng kính nè, thiết kế cực kỳ đẹp, sang chảnh cực kỳ. Ai thích kính này không ạ? Em sẽ tặng kính này nha. Rồi, mã kính này em đang có là
2021 màu vàng nha. Mọi người comment liền cho em là 2021 màu vàng kèm theo số điện thoại. Bên shop em đang bán cây kính này với giá là 400k một cây, có hộp đầy đủ cho mọi người, kèm khăn đầy đủ. Khi mua hàng mọi người được quyền là kiểm tra hàng rồi ok rồi mới trả tiền, không ok thì trả lại cho em nha. Rồi, mọi người sẽ được bảo hành tới 3 tháng luôn, bất kỳ cái kính nào bên em cũng bảo hành 3 tháng. Rồi, mọi người comment liền cho em là 2021 kèm theo số điện thoại. Kính này 400k một cây, em sale còn đúng 149.000 nha. 149.000 một cây, bán hết hàng sử dụng là sai nha. 149.000 một cây, trong lúc chờ đợi hệ thống gửi kết quả về, em sẽ sale cái mẫu kính này còn 149.000 cho đúng 19 người comment đầu tiên thôi. 19 anh chị comment đầu tiên cho em thì em sẽ bán kính này với giá là 149.000 nha. 2021 màu vàng cực kỳ sang chảnh luôn. Nam mang được, nữ mang được, cái này nè. Mình đi ngày đi đêm được luôn vì nó rất là sáng, mọi người thấy chưa? Siêu sang chảnh luôn, màu vàng nha. Rồi, em còn có một cái là màu đen nữa. Đó. 2021 màu đen, 2021 màu vàng nha. Ok, em chuẩn bị chốt hàng cho mọi người luôn nha. Mọi người comment là 2021 kèm theo số điện thoại, 2021 màu vàng, ok chưa ạ? Màu đen cũng có luôn. Anh Nam mang màu đen, em nói thiệt gái nó chết hết cho các anh coi. Rồi, 19 cây thôi nha. 2021 cho Trần Thúy Ngân, ok nha. 149.000 giao hàng tận nhà, em ship hàng toàn quốc cho nên mọi người yên tâm nha. Trong lúc chờ đợi hệ thống em sẽ chốt vài cây kính nha, Trần Thúy Ngân luôn nè. Em đang siêu rẻ cho mọi người. Luôn luôn ơi, anh phải cho em xin mã là 2021 mới chốt được. Em chốt cho Nguyễn Mai 2021 màu vàng cho chị Nguyễn Mai. Được kiểm tra hàng mọi người thấy thích rồi, mọi người thấy không trầy không xước, đúng mẫu đúng mã mới trả tiền nha. Còn nếu như mà không đúng thôi, xấu quá, trên livestream đẹp quá, ra ngoài sao mà thấy gớm vậy, khỏi trả tiền, trả lại kính cho em, ok chưa ạ? Phí ship 30k ngoại thành, 20k nội thành nha. Rồi, em chốt cho Lưu Trinh một cây này luôn, Lưu Trinh luôn nha. 2021 màu vàng nha chị. Trần Thúy Ngân ok nha. Khánh Duy màu gì cho em xin màu luôn, em Khánh Duy ơi, 2021 cho anh luôn nha. Rồi, mọi người lấy kính comment cho em là 2021 kèm theo số điện thoại. Trồng này là trồng thủy tinh hữu cơ. Đình Tùng ơi, cho em xin số điện thoại mới chốt hàng được nha. Đây, đi ngày đi đêm được luôn, chấm tiêu về chuẩn 400, mọi người thấy chưa? Siêu dễ thương, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn nha. Đây, 2021 màu vàng, còn em đang cái màu đen cho mọi người coi nè. Rồi đất ơi, Nam mà mang cái màu đen lên em nói ngầu khỏi phải biết luôn nha. Rồi, Khánh Duy ơi, cho em xin số điện thoại và mã kèm theo trên một comment nha. 2021 kèm theo số điện thoại, chốt cho Kế Hình 2021 màu vàng và đen ok nha. Hai cây cho anh Kế Hình luôn. Rồi, em chốt cho chị Lam Nguyễn một cây luôn nha. Ok, chị Lam Nguyễn một cây cho chị Lam Nguyễn luôn nè. 2021 kèm theo số điện thoại cho em nha. 149.000 trên shop của em, mọi người có thể là qua shop của em để tham khảo kính luôn bao nhiêu. 149.000 anh ơi, giá gốc 400k, trên shop em bán 400k. Hôm nay em bán cho mọi người 149.000 cho những ai có chia sẻ livestream. Những ai không chia sẻ livestream là không có giá này đâu mọi người nha. Rồi, em cảm ơn anh Trần Anh. Rồi ok, chốt cho Khánh Duy 2021 màu vàng cho anh. Dạ, Đặng Công Danh ơi, 149.000 một cây anh ơi, em có hai màu là màu vàng với màu đen nè. Anh lấy cái màu gì anh comment cho em nha, bánh nối là sai luôn nha. Ô, chia sẻ 200 mấy lắm luôn. Không được nữa thôi. Ok thôi Nguyễn, chị cảm ơn em nha. Rồi, em chốt cho Linh Nguyễn một cây này luôn. Ok, 2021 màu đen cho chị Linh Nguyễn luôn nha. 2021 cho anh Bình Tý luôn, ok anh Bình Tý luôn nha. Bình Tý một cây luôn nè, 2021. Em chốt cho Hữu Hiền một cây này luôn, 2021. Rồi, mọi người lấy cây này, mọi người tranh thủ comment liền cho em là 2021 kèm theo số điện thoại nha. 149.000 một cây, siêu rẻ cho mọi người, kiểm tra hàng ưng ý rồi mới trả tiền, không ưng ý thì thôi trả lại cho em luôn, ok chị ạ? Rồi, bánh gì không ăn được mọi người ơi, chống tiêu về chuẩn 400 luôn nha. Bây giờ em sẽ cho mọi người coi. Xin chào Hải Nguyễn, em chào Hải Nguyễn luôn ạ. Chào Hải Nguyễn nhiều nha. Rồi, bây giờ mọi người ơi, thì cái cây kính trên đây chắc hẳn là nãy giờ mọi người thích lắm rồi đúng không? Thích cái kính này lắm đúng không? Em đẹp lắm, cảm ơn Phạm Duy luôn nha. Cái kính này em đang mang có mã là 8722, nó là trồng Polaroid, không chày, không bể, không xước luôn. Trên đây nó có chán một lớp nano cứng là chống chày cho mọi người luôn nha. Mọi người có làm rơi, làm vỡ nó cũng không có bị bể, không có bị vỡ kính luôn. Thì trồng này là màu đen ok. Thiên Thu Nguyễn lấy 2021 cho chị Thiên Thu Nguyễn luôn nha. Một cây 2021 cho Thiên Thu Nguyễn. Rồi, mọi người nhìn nha, cái trồng màu đen, cái viền kính màu đen trên đây có chữ Boucher cho mọi người. Boucher, có hộp đầy đủ luôn, bên hông nè có chữ Boucher như vậy luôn nha. Đợi chị xíu, ba đúng ơi, chưa có người trả lời đúng. Đây, hộp của nó là như vậy. Khi mọi người mua hàng sẽ có nem cạc đồ đầy đủ cho mọi người luôn. Kính này dành cho nam và cả nữ. Thôi nhưng mà nữ mang vô ngầu lắm, cho nam thôi. Em chốt cho anh Lê Văn Viên một cây, mở ra mở vô được luôn, thấy chưa ạ? Ông nội tôi nghe còn kèm nữa. Cha nội Thanh Tuấn, chốt cho anh Lê Văn Viên một cây. Rồi, mã kính này chỉ dành cho những anh nam là mình thích ngầu, thích manly, thích hết ra điềm tính một xíu, mình không chọn cái mẫu nổi bật mà mình chọn cái form này nè, cái này màu bạc, cái này màu đen. Thì comment liền cho em là 8722 kèm số điện thoại, 700k một cây mọi người nha, được bảo hành 3 tháng. Ngày hôm nay trên livestream này chốt cho Huy Cẩm một cây luôn. Giá 700k một cây, sale còn 350 anh ơi. 350 bảo hành 3 tháng cho anh luôn, bảo hành chính hãng cho anh luôn nha. Giá là 350
rưỡi là toàn Chu Văn ơi comment liền cho em nha. 2021 kèm theo số điện thoại, 350 một cây, ship hàng tận nơi cho mọi người. Cà Mau hay là Sapa gì em cũng chốt hết, từ rừng xuống biển lên đảo em chốt hết cho mọi người luôn nha. Đó, mọi người chỉ cần đọc mã cho em thôi. Mọi người muốn qua cửa hàng để xem kính cũng được luôn nha, chỉ cần để lại mã và số điện thoại là mình được giảm tới 50% giá kính. Thì giá kính này bên shop của em là 700k một cây. Ngày hôm nay sale trên livestream này còn có 350 thôi nha mấy má nha. Rồi ai lấy comment thì cho em là 8722 kèm số điện thoại, chốt 11 cây duy nhất cho những người nào nhanh tay comment nha. Mắt bé tí không dạ anh ơi, cái chồng này là chồng nhỏ nhất luôn rồi đó anh ơi. Chồng này chồng nhỏ nhất nào, quân sa cơ ơi, cái gì vậy, tên gì mà nghe buồn vậy cha nội. Rồi em chốt nha, 8722 kèm số điện thoại, kính hồng là kính trưng bày nha anh Mạnh Nguyễn ơi. Rồi 8722 em chốt cho Đình Tý một cây luôn, ok Đình Tý luôn nha, 8722 cho anh luôn nè. Rồi từ từ coi chừng đau lưỡi em. Dạ anh Thái Bình, em cảm ơn anh ạ. Mọi người ơi, mọi người comment cho em nha, 8722 kèm số điện thoại. Đây em test tiêu UV cho mọi người coi nha, chống tiêu UV là chuẩn 400 đó. Kính này nè, chống tia phân cực, chống tia UV cho mọi người luôn. Cái mặt màu trong này nè, nó là chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, TV và laptop. Mọi người nhìn nha, trên con ve kính nè, nó cũng có chữ bóp chơi cho mọi người luôn, thấy chưa ạ? Rồi, mặt to, mặt nhỏ mang cũng được kính này luôn. 8722, em chốt cho Huy, Huy Nguyễn luôn ạ. Ok anh nha, em cảm ơn. Ok anh Đào, Huy Đào Khai, em nói chậm lại nha. Chốt cho Huy Nguyễn một cây luôn nha. Kính hồng có bán không? Dạ không, kính hình là hàng trưng bày đó anh Duy Khánh ơi. Có kính nào 5K không? Chạy chắc tao chết với mày quá hà. Rồi em chốt cho Minh Ngọc Huỳnh một cây này luôn, 8722 cho Minh Ngọc Huỳnh. 350 một cây, phí ship ngoại thành là 30k, nội thành là 20k mọi người nha. Rồi ai lấy mọi người tranh thủ comment thì cho em là 8722 kèm theo các số điện thoại. Chuẩn bị hết kính nha, em xem mấy cái nữa thôi. Dạ em thấy comment của anh Cường rồi nè, em cảm ơn Lê Văn Viên ạ. À, hello Hậu Huỳnh, hello Duy Du Mi luôn nha. Rồi mọi người comment thì cho em bánh gì là không ăn được mọi người nha. Bánh đa là sao, bánh đa ăn được mà. Bánh da là bánh gì cha nội. Rồi 8722 em chốt cho Huỳnh Phúc Trương. Huỳnh Phúc Trương, Trương Huỳnh Phúc phở mà. Ok nha, Trương Huỳnh Phúc một cây luôn nè, 8722 350 một cây. Cửa hàng em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 đó anh ơi. Rồi em chuẩn bị qua mẫu luôn nha. Lanh quá trời luôn đó hả? Dạ Dương Giới comment cho em đi, ủng hộ kính cho em, chốt cho anh Hoàng Phương một cây 8722 luôn nha. Anh Dương Giới ơi, ủng hộ kính cho em đi. Chốt cho Tiên Tiền Hoàng một cây 8722 350 cho Tiền Hoàng. Em chốt cho Trung Nguyễn Nguyễn một cây luôn, Trung Nguyên Nguyên một cây luôn nha. 8722 Trung Nguyên Nguyên 350 một cây. Bánh túc là không ăn được luôn đó hả, là bánh em đó hả. Hello Tài Nguyễn, chị chào em luôn. Đây mọi người ơi, em qua mẫu khác cho mọi người coi luôn nha. Bánh hết hàng sử dụng là sai luôn rồi anh ơi. Rồi mọi người ơi, để em coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu, để em công bố đáp án cho mọi người comment nha. Bánh xà phòng là sai luôn. Rồi để em uống nước cái để em công bố đáp án cho mọi người chơi nha. 8722 em chốt cho anh Hải Nguyễn một cây nữa nha. Rồi ai lấy cái cây 8722, bánh gì không ăn được, 8722 cho Huy Hải Nguyễn một cây. 2021 cho NT Thanh Hồng một cây, cho chị Thanh Hồng một cây luôn. Em cảm ơn chị yêu. Rồi mọi người nhìn nha, bánh gì không ăn được mọi người nha. Vậy là ở ngoài Bắc có mua được không? Được hết trơn á, em nói rồi, anh ở trên rừng dưới biển, ở đảo, ở đâu, ở Sapa hay ở tới Cà Mau đó, trong Việt Nam em giao hết cho anh luôn. Rồi mọi người nhìn nha, em sẽ lên cái đồng kính cao cấp nhất bên em cho mọi người coi là cái kính này mở ra mở vô được luôn. Đây, nó sẽ sang chảnh hơn nha, nó sẽ ngầu hơn cái kính hồi nãy. À, nó không có ngầu hơn đâu, vì nếu mà cái kính hồi nãy đó thì nó sẽ là full cây luôn, full cây màu đen với màu bạc, nó sẽ ngầu hơn. Còn kính này sẽ thuộc về thời trang hơn mọi người nha. Mọi người nhìn nè, cái cầu kính trên đây nó là màu vàng, chữ này màu vàng luôn, tròng đen viền đen. Còn bên hông nè, nó sẽ thiết kế như vậy nha, có chữ bớt chơi sáng bóng ở đây. Ở đây có màu vàng thì mọi người yên tâm, mấy cái màu vàng này mọi người thường hay sợ là bị ố, bị mờ, không bóng không láng nữa đúng không? Nhưng mà cái này được làm bằng titan cho nên nó sẽ là không bong, không róc, không gỉ và không xét luôn. Rồi, từ đây xuống đây sẽ được bọc một lớp kim loại mà mình có thể là xoay qua xoay lại được luôn. Đó, xoay qua xoay lại được luôn nha. Bánh gì bà Hiếm ơi, đợi xíu nè. Ở đằng sau nó sẽ bọc một lớp kim loại rất là đẹp. Chị còn tóc dễ thương hơn nè. Ok, chị cảm ơn Hồng Trang nhiều nha. Mở ra mở vô được luôn. Bên trong có chắn phản quang cho mọi người. Lớp phản quang này sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, TV, laptop. Chơi riết cũng được luôn nha. Phan Nguyễn Hiếu ơi, cho em xin số điện thoại, anh lấy mã gì anh ơi? Mã kính em đang cầm 8503 700k sale vòng 350. 8503 kèm số điện thoại cho em nha. Mang lên cho mọi người coi. Form này là form thể thao, nam mang được, nữ mang được, nhìn rất là tự tin, rất là cá tính luôn mọi người nha. Nam mang lên rất là ngầu, mang lên một cái em nói thiệt, gái nó nhìn nó muốn có bầu liền luôn đó mấy anh ơi. Ai chưa có bồ mang kính của em vô là gái theo đầy đầy luôn nha, bao có bồ luôn nha, không phải là một bồ mà hai ba bồ luôn đó mọi người ơi. Trời, ai lấy kính này mọi người comment cho em nha, 8503 kèm theo số điện thoại luôn nè, 350 một cây mọi người ơi, bảo hành chính hãng cho mọi người 3 tháng luôn. Rồi khi mua hàng sẽ được thanh trả, được kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền, có hợp đầy đủ cho các anh các chị của em luôn nha. Nam nữ gì mang được hết trơn, mẫu kính này mình có thể là mang couple được luôn. Đó, sang chảnh cực kỳ chưa ạ? Rồi, mọi người comment cho em 8503 kèm theo số điện thoại luôn nha.
anh gì đó nè, anh gì hồi nãy nè, anh Phan Nguyễn Hiếu ơi, anh lấy cái nào? Dạ 350 anh ơi, cái kính em đang mang là 350 một cây. Đây anh mua, ok anh comment cho em đi. Cái mã trên đầu của em á là 8722, là nó trên đây nó màu bạc, còn cái này màu vàng thì nó sẽ là 8503. Chốt cho Thiên Nhi 8503, ok anh Thiên Nhi luôn nha. Ai lấy cái này comment cho em là 8503 luôn đi ạ. 8503 cho Thiên Nhi một cây. Dạ Lưu Văn Cung ơi, dạ 350 một cây, bảo hành cho anh luôn đầy đủ luôn nha. 350 một cây kèm hộp đầy đủ hàng chính hãng. Dạ hộp thư bảo mật ơi, 350 một cây, mọi người lấy mọi người comment cho em nha. Đặng Văn Tiến 350 một cây anh ơi. Rồi, mọi người comment cho em mã là 8503 kèm theo số điện thoại Phan Nguyễn Hiếu ơi cho em xin mã luôn đi để em chốt hàng cho anh luôn nha. Xem màu vàng nào. Ok, em sẽ lên cái kính màu vàng cho anh coi, cũng là dòng cao cấp luôn nha. Đặng Văn Tiến em chốt cho anh 8503 màu vàng luôn ha. Chốt cho anh 8503 màu vàng cho Đặng Văn Tiến. Duy Tân, anh mới mua một cái, anh mua cái nữa anh toàn ngắm em để yêu rồi. Duy Tân cho em xin số điện thoại đi anh ơi, cho em xin số điện thoại nữa nha. Chốt cho Đặng Văn Tiến một cây 8503 luôn nè. Chào em tên gì vậy? Em tên là Túc Túc anh ơi. Rồi, anh Duy Tân ơi, cho em xin số điện thoại nha. Ok, Phan Nguyễn Hiếu chốt cho anh 8503, anh được bảo hành luôn nhanh nha. Em giao hàng tận nơi cho anh luôn đó, Phan Nguyễn Hiếu. Cho anh kiểm tra hàng, anh ưng rồi anh mới trả tiền nha, còn không ưng thì tôi trả lại kính cho em. Dạ Phạm Hải Đăng ơi, em tên là Túc Túc luôn ạ. Bà mà đưa đáp án có người trả lời đúng rồi là tôi tìm cắt cổ bà luôn. Nãy giờ anh này cứ vậy không à. Có kính 107, có kính 100k luôn nha. Trung Hiếu đợi em xíu luôn nha. Bữa nay tóc trên đầu lạ nghe. Đó, bé nhân viên trong tiệm của em á, cậu tóc cho em á, màu đen nha em. Dạ ok, anh Đặng Văn Tiến màu đen nha. Rồi, mọi người ơi, 8503 kèm số điện thoại cho em nha. Một dòng siêu phẩm bên em sang lắm. Cái kính này nam mang cũng được, nữ mang cũng được, nó rất là thể thao mọi người nha. Ai lấy comment liền cho em. Rồi, bán mang. Rồi cái gọng màu vàng nhé. Đặng Văn Tiến ơi, cái gọng màu vàng là cái này nè, là 8503 nè anh ơi. Màu đen nhé. Ok Hiếu, khỉ này màu đen không à. Rồi, bánh xèo bông tắm phải không? Em sai rồi anh ơi. Rồi. Em lên cho mọi người có kiến mát mà cận không để anh em đặt, để anh đặt em. Dạ Thắng Vân ơi, em không có kính kính cận anh ơi, em bán kính mát không à. Rồi, dạ em bán ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10. À Thanh Hồng ơi, em ở Sài Gòn. Ok anh Tiến nha. Tôi cảm ơn anh Tiến nhiều ạ. Rồi, em cảm ơn anh Thiên Nhi ủng hộ em nha. Mẫu kính này em đang lên cho mọi người đó là dòng Armani. Hộp của nó là như vậy, full box luôn. Khi mọi người mua hàng, mọi người sẽ được coi hàng luôn nha. Coi ưng rồi thì mới trả tiền, còn không ưng thì thôi, trả lại kính không cần lấy tiền. Còn không cần trả tiền nha. Ở bên trong nó có chán một lớp UV, nó có láng chán một lớp phản quang cho mọi người. Dạ, anh Urambon ơi, kính này em đang mang là 350, kính trên đầu em cũng 350. Mã kính này là 8503, 350 một cây. Kính này là 8722, 350 một cây. Miễn Việt Nam là phí ship hả em? Miễn Việt Nam phí ship hả? Dạ không có anh Tiến ơi, trong toàn quốc này á thì phí ship là 30k. Còn trong thành phố của em á, thành phố Hồ Chí Minh là chỉ có 20k thôi anh nha. Lên cây kính bằng gỗ đi. Ok, em lên cái kính bằng gỗ cho mọi người coi liền nha. Từ từ để em giới thiệu cái kính Armani này cho mọi người coi nè. Logo hiệu của nó là Armani, mọi người nhìn thấy không? Sáng bóng cực kỳ luôn nha. Cái gọng kính này nó sang lắm. Trên đây có chữ Armani được khắc tia laser cho mọi người. Cái hàng trên đây nè, bằng tia laser nha. Trong này hả, rơi rớt gì cũng không vỡ. Ghét đứa nào cầm ném vô mặt nó cũng không vỡ. Nhưng mà mọi người đừng lấy búa, mọi người đập lên hay là mọi người đạp lên nha. Rồi, mở ra như vậy được luôn. Dạ, em ở đâu đường Sài Gòn vậy? Dạ, em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 Sài Gòn anh ơi. Rồi, em có biết đi hàng được không? Biết rồi đi hàng được không? Em có biết rồi đi hàng được không? Là em không hiểu luôn Hiền Trần ơi. Rồi, kính này em đang mang có mã là 3211, giá của nó là 900k một cây. Ngày hôm nay em sale còn 450 mọi người nha. Trong bolero chống trời chống bể, kính này là siêu đi đêm luôn, đi đêm vivo chống chiều về chuẩn 400. Mã của nó là 3211. Anh em nào thích màu trà như thế này, sang chảnh như thế này thì các anh có thể là comment cho em là 3211 kèm số điện thoại nha. Đó, hộp đầy đủ là hộp Armani đầy đủ cho mọi người luôn. Rồi, cái này còn có màu đen cho mọi người nữa, full cây đen như vậy nè. Đó, màu đen thì nó sẽ thấy rõ cái màu xanh này hơn nha. 3211 màu đen 450 một cây, 3211 màu trà 450 một cây. Em lên cái cây kính mà bằng gỗ cho mọi người coi, nó hơi lạ nha. Kính này bằng gỗ đẹp lắm, đẹp lắm luôn. Thì nó có hai form, một form là form to, một form là form nhỏ. Ai thích form nào thì lấy form đó thôi nha. Đây, trời đất ơi, siêu sang chảnh chưa? Wow wow wow, đẹp quá trời quá đất nè. Bằng gỗ nha, kính này là kính bằng gỗ, rất là sang chảnh của Boxer luôn. Thì bên em chuyên cái dòng là Boxer B8000 nha. Rồi, quá hay luôn. Ê, hay lên Thanh Vũ luôn nè. Mọi người nhìn nha, cái chỗ này được làm bằng gỗ nè. Trên gỗ khắc chữ Boxer trên đây cho mọi người. Từ đây xuống đây sẽ được bọc bằng một cái lớp nhựa nhám cho mọi người luôn nha. Chưa, có 100.000 luôn, có kính 100.000 luôn. Sau kính này em lên kính 100.000 liền nha. Rồi, ở đây mọi người nhìn nha. Đó, có kính hồng bán bao nhiêu hết. Cường Tiến ơi, kính hồng đâu có bán đâu, anh chọc em hoài à. Đây, có chán phản quang cho mọi người. Trong bolero, cái càng kính trên đây là màu vàng. Cầu kính ngang, cầu kính ngang, cầu kính nhỏ nè, cầu kính to nè, bên hông là như vậy nha. Rồi, em mang cho mọi người coi, rất là ngầu luôn, thấy không ạ? Thì mã kính này là 8819. Cái cây này là 8819 mọi người nha, rất là đẹp luôn. Em cho mọi người coi nè,
Đó, rất là ngầu luôn nha. 8819 kèm theo số điện thoại cho em luôn. 350 một cây, giá gốc là 700k, giá sale trên livestream còn 350. Mọi người có thể tới shop em để mua kính luôn, nhưng mà tới shop em là sẽ không được giá sale đâu nha. Em bán tại shop là không có sale, em bán trên livestream là có sale, cho nên mọi người qua xem shop nè, mọi người hãy để lại trên cái mã trên livestream kèm theo số điện thoại. Mọi người qua shop, mọi người coi hàng, mọi người muốn lấy hàng thì mọi người chỉ cần đọc số điện thoại mọi người lên thôi. Là ai mà có luôn số điện thoại lại là giảm tới 50% giá tiền luôn. Rồi. Bà Tám này về giúp tôi cái hả? Chiều xíu anh nhé, tóc giả ok anh Tiên Nghi, cảm ơn anh nha. Kính này mọi người ơi, 8819 là kính trồng to. Đây, Thắng Thương mua kính đi. Hello anh Thắng Thương, hello chị Nguyễn Viên ạ. Kính màu vàng 450 có tính tiền ship không? Dạ có kính tiền ship luôn. Nếu như anh mua hóa đơn trên 500k là free ship. Nếu như mọi người mua 3 cây kính em cũng free ship cho mọi người luôn. Cái kính 450 này là đáng đồng tiền luôn. Đó, mua cái hàng là mua hàng cao cấp cho nó đáng đồng tiền mọi người nha. Đó, cái gọng của nó sáng bóng cực kỳ, mọi người thấy không? Đẹp lắm, đi ngày đi đêm được luôn. Mã của nó là 3211 kèm theo số điện thoại luôn nha. Rồi. Không trồng không, trời đất ơi, vậy mang gọng không đó hả anh? Còn cái kính này trồng của nó sẽ nhỏ hơn cái kính trên đầu của em nha. Kính này nhỏ hơn 8814, một càng kính thôi, có một cái cầu kính ở đây, cái này có tới hai cầu kính. Đó, hai bên này giống y chang nhau luôn. Trồng này trồng hình chữ nhật nhỏ hơn, còn trồng này trồng hình chữ nhật mà nó to hơn. 8819, 8814, ai lấy comment liền cho em luôn nha. Mã này là một siêu phẩm bên shop em luôn đó ạ. Rồi, dạ không có của Trung Quốc anh ơi, kính này là kính chính hãng luôn anh nha. Rồi, ai lấy mọi người trên tay comment cho em nha. Em chúc cây 8819 là cây to trên này cho Hữu Phước luôn, ok nha. Kính trắng bán không tốt bán luôn. Hữu Phước 8819 cho anh luôn nha. 3211 cho Phan Trang. Em chốt 3211 cho Phan Trang luôn nha. Ok Phan Trang. Xong mẫu này em sale mẫu 100 cho mọi người nha. Phan Trang một cây luôn nè. Tôi đáng yêu quá cơ. Em cảm ơn anh nha. 3211 cho Phan Trang rồi ạ. Rồi 8814 là kính này Hải Hoàng, cho em xin số điện thoại đi ạ. Em chốt cho anh Nguyễn Trung Trực một cây này luôn nha. Nguyễn Trung Trực một cây 8814 cho Nguyễn Trung Trực luôn ạ. Ok anh Trực nha. Em chốt cho chị Liễu Lê Thị một cây này luôn. 8814 cho Liễu Lê Thị một cây luôn nha. Rồi ai lấy tranh thủ comment liền game 8814 cho Liễu Lê Thị rồi nha. Rồi Hải Hoàng ơi, 8814 ok em nha. Em chốt cho Hải Hoàng một cây 8814 luôn ạ. 350 một cây 8814 luôn nha. Có bán bưởi không em? Dạ không bán bưởi anh ơi, bánh xe là sai luôn nha. Em chốt cho chị Thu Nguyễn một cây 8814 luôn. Trời đất ơi, cây 8814 hơi bị đẹp. Dạ một màu duy nhất là màu đen cho chị Thu Nguyễn rồi nha. Rồi số điện thoại 113 Trung Hiếu chọc em hoài à. Vậy kêu em có, dạ em có muốn em lên mẫu 100k không nè. Rồi em sẽ sale một mẫu kính này với giá cực kỳ sốc cho mọi người luôn. Để em lấy kính nha, để lên lấy mẫu 400 đi nha. Lấy mẫu 400 sale sập sàn luôn nha. Rồi ta để em coi coi. À khoan đi, em xem cái mẫu này cũng giá tầm trung cho anh luôn. Không có miễn phí ship luôn Phan Trang ơi, không miễn phí ship được nha. Hóa đơn mà trên 500k mới được miễn phí ship, có mấy màu em? Dạ một màu duy nhất luôn anh Hải Hoàng ơi. Dạ kính đó là kính màu đen, nó chỉ đi tầm được tới 9-10 giờ tối thôi. Nhưng mà đường có đèn mới đi được nha. Thở ơi mệt quá. Còn đường mà không có đèn là em còn không thấy, anh còn không thấy nó gì đeo kính vô đúng không ạ? Dạ anh Hồng ơi, em vẫn chưa thấy có ai trúng hết trơn á. Em chưa thấy có ai trúng hết trơn á mọi người nha. Bánh xà phòng thơm là sai luôn. Ok Hải Hoàng nha. Rồi mọi người nhanh nha, mọi người nhanh nha. Em lên một siêu phẩm Lacoste cho mọi người coi. Kính này thuộc thương hiệu Lacoste, có con cá sấu ở giữa ở đây cho mọi người. Có một thanh kim loại được làm bằng titan ở đây cho mọi người. Trong này là trồng thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Sao đặt hàng mà không thấy? Trương Quốc ơi, em không thấy comment của anh luôn. Anh Trương Quốc ơi, anh đặt hàng khi nào đó anh ơi? Anh vừa đặt hàng hay đặt hàng vài hôm trước rồi anh ơi? Kính này trồng của nó là trồng thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Viên của nó như vậy nè, viên của nó là viên nhựa trồng thủy tinh hữu cơ, chống tiêu UV là chuẩn 400 mọi người nhìn nha. Những cái chữ Lacoste ở đây nó khắc cực kỳ đẹp. Có hai cái đường viền ở đây là màu đen, đẹp lắm luôn, thấy chưa ạ? Ở đây là cái gọng này là bằng nhựa trong suốt nha, rất là đẹp. Mã kính này em mang lên cho mọi người coi. 2501 là mã kính này, giá là 400k một cây. Ngày hôm nay sale còn 149.000 một cây, 149.000 thôi nha, rất là rẻ, nam nữ mang cũng được, chống tiêu UV chuẩn 400. Mọi người ơi, mọi người đã mua cái kính mà 450 rồi, mọi người mua thêm cái kính này đi để được free ship luôn, hóa đơn chỉ cần lên 500k là miễn phí ship hết nha. Đặt lâu rồi, dạ dạ anh Trung Quốc cho em xin số điện thoại kèm theo cái mã luôn nha. Chị Trúc thấy lưng lê luôn nha, kính trong đẹp hơn mà kính trong đâu có bán đâu. Cho xem cái Ray-Ban màu vàng đằng sau nào. Dạ anh ơi, cái Ray-Ban màu vàng đằng sau đó đó là kính trưng bày anh nha, không có bán được đâu, bánh mô hình là sai luôn ạ. Em có Ray-Ban nhưng mà em có Ray-Ban màu vàng luôn, để em lên cho anh coi nha. Kính này 2501 kèm số điện thoại cho em, có màu đen nè, có màu vàng cho mọi người với màu đen luôn. Thích cái nào comment cái đó liền cho em luôn nha. Về giọng nói cũng như tốc độ luôn đó. Anh Minh Hoàng có thấy em bắp hô nãy giờ em cũng bắp nhiều lắm luôn á. Bánh xe công lý trời đất cơ, cái gì nghe dễ sợ vậy ông Tuấn. Rồi sai luôn nha. Minh Hoàng ơi, anh có mua kính ủng hộ em không? Em chốt 2501 cho chị Thu Nguyễn Thị một cây nữa nha. Thu Nguyễn Thị một cây, 2501 cho Thu Nguyễn Thị, 149.000 bảo hành cho chị 3 tháng luôn. Em chốt cho cửa kính Hoàng Phong một cây này luôn. Ok anh, cửa kính Hoàng Phong luôn nha.
cửa kính hoàng phong luôn nè. Em cũng bán kính nhưng mà có điều em bán mắt kính chứ không bán cửa kính. Rồi chúng thử quy gia này, chọc em hoài. Hello ông quy gia luôn nha. Anh chọc em hoài, dạ quy gia. Rồi anh mua rồi, dạ ok Vinh Hoàng, em cảm ơn anh nhiều ạ. Em giúp cái này cho Trung Lê một cây luôn nha. Trung Lê một cây màu nâu luôn nè, 149.000 một cây cho anh Trung Lê luôn nha. Ai lấy nữa comment liền cho em luôn nha. Ở đây có ai là bà nữ không ạ? Để em lên kính nữ cho mọi người coi luôn nè. Đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt trần luôn. 2501, 149.000 một cây. Mọi người ơi, mọi người muốn coi cái mẫu rẻ hơn nữa không? Nếu như mẫu rẻ hơn thì em sẽ lên, còn bây giờ em lên cái kính cao cấp hơn cho mọi người coi nha. Đây em lên cái kính Ray-Ban màu trà cho mọi người coi, không có giá. Chính Trần ơi có giá mà, 149k Chính Trần ơi, màu đen với màu trà nha. Hai cái mẫu này mình đi đem được luôn vì nó rất là sáng, mình đi đem được hết trơn á. Đó, mã của nó là 2501 rồi. Tuyết Nhung ơi, cho em xin số điện thoại, chị lấy màu gì chị ơi? Chị lấy màu nâu hay là lấy màu đen thì comment cho em nha. Nam nữ gì mang được hết trơn á. Bánh bà quỷ sứ Hà chưa mất, cho em xin số điện thoại kèm theo chữ là kiểm tra đơn đi để kiểm tra cho anh nha. Chị Tuyết Nhung ơi, chị cho em xin số điện thoại đi ạ. Làm gì mà chẳng phải em giảm sức kem chứ làm gì anh. Rồi xà phòng rửa tay là sai luôn. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người một cây kính khác nữa nha. Chị Tuyết Nhung ơi, chị lấy cây 2501 này, chị cho em xin số điện thoại em mới chấp hàng cho chị được nha. Còn cái này là kính Ray-Ban mọi người ha. Kính Ray-Ban, quay lộn rồi. Ray-Ban, đây mở ra cho mọi người coi. Mọi người có thắc mắc là tại sao cái hộp này nó nhỏ xíu như vậy không? Vô xem kính đeo hả Hùng Kha. Hello anh Hùng Kha. Đây mở ra cho mọi người coi, có chữ Ray-Ban ở đây cho mọi người. Đây là hộp da cao cấp nha. Chị cảm ơn Lân Lê luôn nha. Mở ra cho mọi người coi. Wow 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 wow, đẹp chưa đẹp chưa. Mã của kính này là kính gấp. Ok chị Hạnh Mây, em lên cái kính gấp đây, lên kính nữ cho chị coi liền ha. Dạ em chấp cho Xuân Duyên Nguyễn một cây luôn. Xuân Duyên, Xuân Duyên Nguyễn một cây luôn nha. Xuân Duyên Nguyễn một cây này luôn là 2501 màu trà cho anh luôn. Rồi chị gì đó ơi, chị cho em xin số điện thoại đi, nãy em chưa có số điện thoại của chị nha, chị Nhung ơi. Rồi em mở cái này ra cho mọi người coi. Kính này là kính gấp, nó có khả năng là gấp lại được luôn, rất là nhỏ gọn nha, tiện lợi cực kỳ. Trong này không phải là trồng nhựa, không phải là trồng meca mà nó được làm bằng trồng thủy tinh luôn. Mở ra như vậy nè mọi người nhìn nha, siêu sang siêu chảnh siêu đẹp đó. Mở ra được luôn, thấy chưa ạ? Ở đây nha, nó có bọc cho mọi người một lớp nhựa ở đây cho mọi người. Dạ em thích là Hải Nguyễn cái cây 2501 luôn nha. 149.000 một cây, ship hàng tận nhà cho mọi người kiểm tra hàng luôn. Chốt cho Cường Đặng Quốc đôi bao nhiêu? Dạ 2501 149.000 anh ơi, em chốt cho Hải Nguyễn một cây nữa nha. Nhớ tốt quá rồi hả? Cảm ơn anh nhiều ạ. Đây có màu nâu với màu đen cho anh lựa chọn luôn nè. 2501 149.000 một cây. Hello Trương Ti luôn nha. Tôi thích chào Trương Ti. Mẫu này là màu nâu là 2501, cái này 2501 màu đen mọi người nha. Trời đất cơ, 400k xe 149 là sập sàn luôn rồi đó. Sập sàn luôn rồi mọi người ơi, ai lấy thì mọi người comment liền cho em nha. 2501 kèm theo số điện thoại. Nhìn em còn cao cấp hơn cả kính nữa. Em cảm ơn quan hệ. Rồi, bây giờ em lên mẫu khác cho mọi người coi. Xong cái mẫu Ray-Ban này, em lên mẫu nữ cho mọi người coi nha, các chị nữ của em nha. Hơi kính này rất là tiện lợi, mình có thể là gấp 1000 lần nó cũng không bị bể, không bị gãy luôn nha. Lâu ngày vô chơi với chị nè. Hello Lê Dương Minh Thảo, em đi đâu mà lâu quá vậy bé yêu của chị Chốc ơi? Sao bữa giờ không vô livestream của chị chơi? Đi đâu vậy? Mở vô mở ra được luôn nha. 2501 cho chị Tuyết Nhung. Màu nâu, ok chị yêu, em chốt cho chị 2501 màu nâu cho chị yêu luôn. Chị Tuyết Nhung nha. À, cái gấp giá bao nhiêu? Dạ cái gấp giá là 500k một cây, hôm nay em sale còn 250 thôi. 500k một cây, sale còn 250. Ở trên không đẹp chị là sao chị? À, cái đó trên hả? Đẹp quá trời đẹp mà. Rồi mẫu kính này là kính gấp mọi người nha, có chữ Ray-Ban được khắc tia laser trên đây cho mọi người, trồng thủy tinh chống tiêu UV là chuẩn 400. Cái gọng màu vàng này nè, nó lưu lưu sáng bóng như vậy luôn nha. Dạ không, em đi làm thuê thôi anh ơi, em bán kính thôi. Rồi mọi người nhìn nha, cái gọng của nó rất là đẹp luôn. Em đi học chị ơi, vậy bé Hảo ráng học ngoan nha, học giỏi nha. Khi nào em rảnh em vô livestream chơi với chị Tức nha. Rồi, kính này mã của nó là kính gấp kèm theo số điện thoại liền cho em. 250 một cây, tặng hộp da cao cấp cho mọi người, nói chung là đầy đủ luôn. Có hộp da đầy đủ cho mọi người, có nem cạc, có khăn khiếu đầy đủ luôn, giao hàng tận nơi. Kính nữ ok Huy Trần, em lên kính nữ liền luôn nha. Dạ em tên là Túc Túc đó anh ơi. Rồi mọi người comment cho em chữ kính gấp kèm theo số điện thoại. Cảm ơn anh Nam Hải nhiều nha. Rồi, em lên kính khác cho mọi người coi luôn ha. Cái kính gấp này giá là 250 nha, em đang sale sập sàn luôn đó. Giới thiệu kính nữ đi em. Dạ em lên kính nữ liền. À ngày mai là 20 tháng 10 rồi đó mọi người ơi, mọi người có mua kính tặng vợ yêu mình chưa, tặng người yêu của mình chưa? Em lên cái kính nữ cho mọi người mua để mọi người tặng người yêu luôn nha. Có tính tiền xíu không? Dạ có luôn anh Trần ơi. Phí ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k. Mua hóa đơn trên 500 miễn phí ship, mua 3 cây miễn phí ship cho mọi người luôn. Rồi em lên cái kính nữ đầu tiên sẽ là cái kính nữ là không có viền. Đây, cái kính nữ không viền mọi người nha. Cái gọng của nó rất là sang chảnh luôn. Kính này có hiệu là Gucci. Gucci nha, màu vàng hơn rồi, mắt vàng hơn nữa. Dạ không có luôn quân Saker ơi, em chỉ có mắt vàng cả đó thôi. Rồi, có logo hoa ở đây cho mọi người, có hình hoa luôn nè. Sao mà kết bạn với Túc không được? Dạ, vậy bây giờ em sẽ comment cái nick của em lên cho anh nha. Anh comment vô cái bài viết đầu tiên của em luôn. Không, cái bài để em coi coi nè.
anh comment vô bài viết đầu tiên của em thì em sẽ lục lục lại cái comment á, em sẽ kết bạn với anh luôn nha, để em comment lên đây. Ơ mà sao giờ chơi trang cá nhân không có được, bị cái gì á, nó cứ bị đứng như vậy nè. Facebook sáng giờ nó bị gì với mọi người, vô trang cá nhân mà nó cứ đứng như vậy thì làm sao mọi người kết bạn với em được bây giờ. Đây, để em comment lên cái mắt kính Ellie này rồi mọi người kết bạn với em luôn nha. Đây, tút tút comment là tút tút nè rồi đó mọi người. Đó, mọi người thấy comment của em không? Em sẽ ghim comment lại nha. Rồi, bây giờ em lên cái kính này, đó là một chiếc kính không viền đến từ thương hiệu là Gucci. Không viền nha, nó là màu trà, ở trên trà đậm, ở dưới là trà nhạt, trà nhẹ nhàng thôi. Trong của nó là trồng thủy tinh hữu cơ chống tiêu UV là chuẩn nét luôn, không sai một ly nha. Chuẩn tiêu UV 400 thấy không ạ? À? Rồi, ai lấy kính này mọi người comment cho em nha. Mã của nó là 6885 dành cho nữ đôi em đeo gấp lại. Dạ ok, Cường Đặng Phúc anh comment đôi em đeo gấp lại ok nha. Chốt cho anh một cây kính gấp. Ủa cây bút đời. Em chốt cho anh Đặng Đặng Cường Quốc một cây kính gấp luôn ạ. 250 một cây, phí ship 30k nội thành, 30k ngoại thành, 20k nội thành anh nha. Còn cái kính này em đang mang là dành cho nữ, rất là sang chảnh luôn mọi người nhìn nha. Đó, sang lắm. Thì cái kính này mình có thể là đi biển cũng được nè. Phải muốn mà giống em đó là kéo lên cũng được hả? Rồi kính này đi biển cũng được, đi du lịch cũng được, đi làm cũng được, nó rất là đơn giản. Có hộp đầy đủ cho mọi người, có khăn, có khiếu, có thể bảo hành đầy đủ 3 tháng cho mọi người luôn. Kính này đặc biệt mình còn đi đem được nữa mọi người nha, vì nó rất là trong. Nó trong như vậy, màu trà nha, 685-6885. Màu khói nữa nè, đó em có hai màu cho mọi người lựa chọn là màu trà với màu khói. 180 một cây mọi người nha. Ai lấy thì mọi người comment phải tút tút không ta hả? Phải tút tút không ta? Phải tút với ai? Phải tút tút là cái gì? Ông comment cái gì vậy ông nội? Rồi mọi người comment liền cho em cái mã kính này là 6885, 180 một cây mọi người nha. Đó, rất là đẹp luôn, được không ạ? Rồi em lên tiếp kính nữ mà nó có viền và cái dòng kính là sẽ là... Ủa cái kính kia cao cấp đâu rồi ta? Ủa đâu rồi ta? Cái kính full hợp đâu rồi ta? Rồi mọi người ơi, mọi người em sẽ lên cái kính nữ cho mọi người coi nữa nha. Lên kính nữ nha. Hơi kính nữ này em có hai màu cho mọi người lựa chọn là kính hình vuông như vậy, 8060, giá của nó là 180 một cây, giá gốc là 400k trên shop của em nha. Có con ong cô xì ở đây rất là đẹp luôn. Kính bên ngoài nó không có viền, còn bên trong là nó có viền như vậy nè. Đó, bên trong là có viền như vậy luôn nha. Có cái logo hình Gucci ở đây cho mọi người luôn. Rất là đẹp, thấy không ạ? Rồi, mã kính này ai lấy thì mọi người comment liền cho em luôn nha. Mã là 8060 kèm theo số điện thoại liền cho em. 180 một cây, chống tiêu UV là chuẩn 400. Đây đây, em còn có thêm một cái màu vàng nữa. Mọi người có thích màu vàng không? Tức tức đi đâu rồi hả? Tức tức nè anh ơi, tức tức nè. Ủa, anh có thấy em không? Ủa, mọi người có thấy em rõ không vậy? Mọi người thấy em rõ không? Sao em vẫn nói chuyện mà sao mọi người không thấy em là sao ta? Sai dạ. Mắt kính đen ở trên đầu. Ok, một giọt sương rơi, hai giọt sương rơi ơi. Comment cho em là 8819 nha. Comment cho em là 8819, kính này là kính gỗ đó anh ơi. Rồi, giá là 350 một cây, ship tận nhà cho mọi người kiểm tra hàng luôn. Bên em bán hàng cực kỳ chất lượng và uy tín cho nên mọi người yên tâm. Tại vì một ngày em like tới mấy cái like lận. Nếu như mà em bán hàng tào lao, bí lao, bí đao gì đó là sẽ có rất là nhiều comment vô chửi em xối xả, chửi sắc mặt em luôn. Cho nên mọi người yên tâm nha. Mọi người thấy không, khách hàng của em tài nhà vô livestream rồi khen kính đẹp rồi khen em dễ thương. Nên đó mọi người yên tâm về chất lượng của kính bên em luôn nha. Bên em bán hàng cực kỳ chất lượng mọi người ơi. Trắng gì mà chơi ghê hả? Trắng gì mà trời ghê hả? MC xin thật cảm ơn anh nè. Lê Nhung 86885 không viền màu khói. Dạ chị Lê Nhung cho em xin số điện thoại của chị luôn đi nha. Rồi Quỷ Sứ Hà Linh Nguyễn bảo này, anh chọc em ngoài ha. Anh mua kính bên em chưa? Mờ quá chị yêu hả? Vậy chắc mạng có vấn đề rồi đó bé yêu ơi. Rồi chị Lê Nhung ơi, chị có thể cho em xin số điện thoại của chị được không ạ? Một giọt sương rơi ơi. À đợi anh năm mà số mã là sao? Đợi anh mà số mã là sao anh Cường Quốc ơi, em không hiểu luôn. 8819 cho giọt sương rơi anh không thấy gì nè. Sao vậy, sao vậy, sao anh không thấy gì nè? Hello bé Thanh Tâm của chị Túc luôn nha. Rồi mọi người ơi, cái kính em đang mang là 8819 nha mọi người nha. Ai lấy thì mọi người comment liền cho em luôn nha. Chơi rồi em ơi, Thanh Tâm ơi, chơi xong rồi em ơi. Rồi có dòng bóp chơi không viền không? À dòng bóp chơi mà không viền là không có chị yêu ơi. Rồi ủa anh chứ lộn đúng không, một giọt sương rơi là anh đúng không? Hết thấy em rồi, mờ quá hả? Chết cha, mạng bị gì vậy ta? Ờ sao nó mờ căm vậy?
Ủa mà em bị gì sao nó mở câm vậy mọi người? Ai cũng nói mở hết trơn á. Anh Nguyễn Linh bảo này chồng em hoài. Ok Lê Nhung em chết cho chị 6885 màu khói luôn nha. Mọi người thấy em rõ chưa? Đi ăn quá vậy hả? Dạ. Đồ đẹp trai lắm á nhờ. Đẹp trai lắm nhờ. Ê. Rồi, mọi người ơi, mọi người comment đi cho em đi màu quá. Ê Long ơi, mạng bị cái gì á mà căm à? Mã số đôi anh bao nhiêu? Dạ, mã của anh là kính gấp. Anh chỉ cần comment trang chữ kính gấp là được rồi. Em đã có số điện thoại rồi. Đau anh tim rồi em. Hả? Chưa? Rồi, à, rồi thấy rồi. Ok, bác Thanh Tâm luôn nha. Anh gì đó ơi? À, có dòng bắt chơi công việc không? Dạ không có dòng bắt chơi công việc anh ơi. Cường Đăng Quốc ơi, comment cho em chữ kính gấp là được nha. Rồi, em lên thêm một cái kính cho mọi người coi nữa ha. Để coi lên kính nào cho mọi người. Mọi người lắp kính nữ hay lắp kính nam? Ê Long, lấy cho chị cái 8431 màu đen đi. Đâu mất tiêu rồi. À, hết rồi chị. Hết rồi hả? Yeah. Em cảm ơn Messenger Việt Nam. Anh chốt hết nghỉ qua anh ăn cơm. Thích quá à. Thì không thì không. Có kính hàng si không em? Dạ em không có kính hàng si anh ơi. Rồi để em kiếm một cái kính bóp chơi em lên cho mọi người coi nữa nha. Lên kính bóp chơi cho mọi người coi nữa đi ha. Rồi coi kính nào đây. À, có một cái kính mất chơi mà nó đi ngày đi đêm được luôn. Xem em bán hàng được hết hơn hả? Hello Hoàng Dương à, em chào Hoàng Dương nha. Đây, cái kính này mở ra mở vô được luôn. Nó giống như cái 8503 hồi nãy. Nó là mã 8503 nhưng mà nó là dòng VIP hơn vì nó là kính đổi màu. Nếu như mọi người dùng cái kính này mà đi ban ngày ở ngoài đường, nó sẽ chuyển thành màu đen cho mọi người. Còn nếu như mà dùng kính này mà đi ban đêm, nó sẽ chuyển thành màu trắng cho mọi người. Đó là kính đổi màu mọi người nha. Em cảm ơn anh Duyên Mạnh. Cảm ơn Duyên Mạnh nhiều nha. Rồi, mọi người comment cho em là 8503 là cái chồng này nha. Cái kính này nha, mẫu mã của nó là như vậy. Y chang cái 8503 màu đen hồi nãy em giơ lên cho mọi người coi. Thì cái 8503 màu đen nó sẽ là 350, còn cái này nó do đổi màu mọi người nha, cho nên nó sẽ thêm 100k nữa là 450 một cây. Giá gốc là 900k. Ai lấy mẫu này mọi người comment cho em là 8503 VIP luôn nha. Đi ban ngày chuyển thành màu đen, đi ban đêm chuyển thành màu trắng. Đó. Nói chung là vô vùng nào nó mát mát thì nó sẽ chuyển thành màu trắng trong như vậy cho mọi người. Còn đi bên đường nào á mà nó là màu đen, nó mà chăng nắng quá nó chuyển thành màu đen cho mọi người nha. À, thằng Nguyễn Thị Thanh Tâm 250, đúng rồi đó em ơi. Ủa, ở chút là 280 mà Long. Bé Thanh Tâm nó lấy cái đơn của bé Thanh Tâm nó lấy 280 lần mà. 270 hả? Hôm qua em lấy kính 8060 full Gucci luôn đó chị. Bé Thanh Tâm nó comment nó ghi là 250. Không phải 250 hả? À, 250 đúng rồi. Vậy là thêm tiền ship là 20k nữa với Hạnh Tâm nha. Rồi, hello anh Kính. Hello Hữu Quốc Nguyễn lấy kính thì comment cho em nha. À, Khoa Đỗ cũng đang xem nữa hả? Hello anh Khoa Đỗ, bao nhiêu tiền em? Dạ, Hữu Quốc Nguyễn ơi, kính này nha. Nguyễn Sứ chú Cường comment gì kỳ cục quá đi hả? Không, đúng rồi. Ừ, kính này là 250 cộng thêm 20.000 tiền ship là 270 đó. Hồi lóc cái thằng chú Cường, trời ơi, còn nhỏ mà comment vô giáo dục gì đâu luôn á. Thử UV xem giúp ơi. Dạ, em thử UV cho sĩ Triều Quý coi nha. Thiệt luôn á mọi người, sao em không biết làm nhiều khi em có làm gì đâu mà những cái người, những cái anh thành phần gì đó mà vô comment trẻ trâu thiệt luôn. Vô comment mất lịch sự giả mang luôn. Kỳ cục hà, chấm chưa về chuẩn 400 test cho mọi người coi trực tiếp luôn nha. Thì cái kính này dạ chưa có bồ. À, chú Cười ơi sao kỳ vậy? Ồ, kỳ cục quá hay ha. Mở ra mở vô được luôn mọi người nha. Thì giá của kính này em đang lên cho mọi người coi. Đó là kính mà đi ban ngày chuyển sang màu đen vậy. Mình có thấy đường đi thấy chứ anh ơi. Linh Nguyễn ơi, Linh Bảo Nguyễn ơi, nó sậm màu lại nha. Nó sẽ sậm màu tối tối lại cho anh không có bị chói mắt. Còn nếu như mà đi ban đêm hay là thấy chiều trời nó mát rồi nó tự chuyển màu cho anh luôn, kính là kính đổi màu anh nha. À, anh có lấy thì anh comment cho em là 8503 VIP kèm theo số điện thoại 450 một cây. Dạ, Nha Lu ơi, Nha Lu comment cho em là 8503 VIP kèm theo số điện thoại luôn nha. Chúc chưa có người yêu. Kính đang cầm bao nhiêu? Dạ, kính em đang cầm là 450 một cây anh ạ. Hello Tâm Phạ, tôi thích chào anh Phạm Hải Hoàng ơi, 450 một cây anh Hải Hoàng ơi. Kính này là dòng cao cấp bên em nha. Đi ban ngày đổi thành màu nâu nâu đen đen á, nó sẽ sậm màu lại cho mọi người không bị chói mắt luôn. Dạ, Kiên Trần ơi, anh comment cho em là 8503 kèm số điện thoại. Còn đi ban đêm nó chuyển thành màu trong như vậy mọi người nha. Nhìn nó sẽ rất là đã mắt luôn, mà không hề mỏi mắt, mát mắt cực kỳ.
Và cái chồng này nó là chồng Polaroid, khi mọi người làm rơi làm rớt xuống nó cũng không vỡ không bể luôn, xài chỉ có nó chán rồi thì đổi kính khác thôi. Đây cái chữ Butcher sáng bóng ở đây cho mọi người, chống chiêu V thì chuẩn 400 luôn, mã của nó 8503 vip nha, 450 một cây, hàng cao cấp của em. Đây nó có hộp đầy đủ cho mọi người. Mai xăm con rồng là tiệc anh lo hết. Thôi em xăm con rồng làm cái gì, mẹ em mà thấy em xăm mình chắc mẹ em xỉu luôn á, mẹ em xỉu cái đùng luôn á, mẹ em sợ lắm, sợ con gái xăm mình lắm. Có người nói không có văn hóa em kệ họ. Dạ hả, sợ nó đủ cho mình đừng, không có sợ đâu. Không hôm bữa chị hai em chỉ là dán thử cái hình lên thôi, giờ mẹ em xỉu cái đùng luôn. Cho nên từ đó về sau Túc Túc không dám làm gì hết. À, có Thảo Lùng nha. Rồi à, em cảm ơn anh Duyên Mạnh ạ. À, nhưng mà tự nhiên vừa nhìn lên cái comment nó đọc lên thấy buồn. Chúc các bạn trai thôi, chúc tiếp thân yêu. Dạ em cũng chưa có bạn trai luôn. Rồi em chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Mọi người ơi, cái kính này là 8503 VIP. Mọi người comment liền cho em là 8503 VIP kèm theo số điện thoại để chốt cái kính này luôn nha. Kiên Trần ơi, cái kính này em đang mang là 450 một cây. Anh có lấy anh comment cho Túc nha. Rồi bây giờ mọi người ơi, à, tất cả hộp thì cầm ghê. Ừ, tất cả hộp thì cầm ghê là mua kính chị đang đeo đi. Mã bao nhiêu? Dạ 8503 VIP là cái mã của nó. Anh nhớ cho em xin số điện thoại nữa nha. Mọi người ơi, mọi người lấy kính này thì mọi người comment cho em là 8503 VIP kèm theo số điện thoại. Em chốt cho mọi người giá là 450. À, em cảm ơn Huy Trần. Cảm ơn Huy Trần nhiều nha. Rồi, mọi người ơi, Túc Túc mẫu đây là cuối cùng mà em like rồi. Có chứ Lân Lê ơi, bây giờ chị chuẩn bị công bố mini game nha. Mẫu kính này là mẫu cuối cùng mà em like rồi, cho nên mọi người tranh thủ chốt hàng nha. À, bán bưởi đây, vợ do, ổ bán bưởi đâu, anh Đực ơi, em không có bán bưởi đâu nha, anh Đực nha. Rồi, vậy anh hối em luôn á hả? Anh qua anh hấu em về nuôi đi, em ăn nhiều quá mẹ em cũng rầu lắm luôn á, mẹ em đòi đẩy em đi rồi đó. Kính đó không đẹp mẹ em đẹp hơn à. Cảm ơn Duyên Phẩm nha. Rồi mai là ngày phụ nữ, chúc em hạnh phúc. Dạ em cảm ơn Duyên Mạnh ạ. À, em chúc mọi người nè, các chị nữ ở đây nè, có một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. À, các anh nam của em ơi, à, ngày mai là ngày 20 tháng 10 rồi đó, nhớ mua cái gì tặng cho vợ mình nha, mua son môi cũng được nè, hoặc là mọi người có thể là mua gì ta, mua cái gì nha nhỏ cũng được. Nói chung là phụ nữ là chỉ cần thấy quà có quà thôi là vui lắm rồi, không có cần là phải đắt tiền lắm đâu. À, anh mà có tiền anh mua hết cả người luôn đó. Cảm ơn anh Linh Như Bảo, Linh Nguyễn Bảo nha. Rồi thì ai lấy mẫu này mọi người nhớ comment. Ok em chốt cho anh 9 chừng một cây, 9 chừng comment cho em chữ ta số 8503 VIP nha, để nhân viên biết, nhân viên chốt hàng cho anh nha. Anh cũng gần thôi, anh thôi, anh ở đâu? Em ở quận 10. Không được chơi mini game, đúng rồi Thanh Tâm ơi. Rồi mọi người ơi, cái kính này em đang mang nha, 8503 VIP, ai lấy thì mọi người tranh thủ comment giúp em được không ạ. À? Chúc chị 20 tháng 10 về và hạnh phúc, xin chào chị, cảm ơn Lân Lê gì nha. Ở đây có ai chúc em 20 tháng 10 không ta? Nãy giờ có hai người chúc à. Mọi người ơi, mọi người có ai chúc em không? Rồi bây giờ thì em sẽ giải quyết. À, em sẽ coi người nào chia sẻ livestream nhiều nhất, em công bố cho mọi người luôn nha. Không biết hệ thống đếm xong chưa, đếm nãy giờ luôn á ta. Buồn sao mà buồn. Đây mọi người ơi, à, có rồi nha. Đây có người chia sẻ livestream nhiều nhất rồi, mọi người nhìn nha. Bạn này đây. Hốt Túc về nhanh tay lên đây hả? Hủ đi. Hoàng Thị Thúy Kiều, Hoàng Thị Thúy Kiều mọi người nha. Hoàng Thị Thúy Kiều, hủ nữ nha. Rồi quận 8, ờ cũng gần em á hả? Em ở quận 10. Rồi Hoàng Thị Thúy Kiều là người chia sẻ livestream của Túc Túc nhiều nhất luôn mọi người nha. Ok, chị cảm ơn bé Tâm, chị cũng chúc bé Tâm là 20 tháng 10 vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi, mọi người ơi, Hoàng Thị Thúy Kiều là người chia sẻ livestream nhiều nhất mà hệ thống đã gửi về cho Túc Túc. Còn bây giờ thì mình bắt đầu mình chơi mini game. Nãy giờ chưa có ai mà comment đúng hết trơn á. À, em cảm ơn anh Nghĩa Tên, mọi người dễ thương quá à. Em cảm ơn mọi người nhiều nha. Rồi, mình cùng chơi mini game với em tiếp tục nha mọi người nha. Bánh gì là không ăn được. Thì nãy giờ không có một người nào comment đúng hết trơn á. Em cảm ơn anh Việt Nguyễn ạ. À, hôm nay mọi người dễ thương lắm luôn. Ảo lẽ chụp cái màn hình lại làm kỷ niệm luôn đó trời. Rồi, mọi người ơi, ai thấy em nữa thì mọi người comment nha. Để em cho em chụp cái màn hình mọi người chúc em lại nha. Em sẽ post Facebook em khoe nè. Rồi, em đau họng quá. Rồi mọi người comment liền cho em luôn nha. À thì à, bánh xe là sai rồi, bánh xe là sai luôn nha. Để em coi coi nè, bánh xà phòng là sai, bánh xe là sai luôn rồi, không có đúng luôn nè, tình yêu của em ơi, không đúng luôn nha. Chốt cho chị. Dạ chị Chính Trần ơi, chị Chính Trần comment cho em đi. Chị Chính Trần comment cho em là
8503 VIP luôn nha, 8503 VIP luôn mọi người nha. Comment cho em là 8503 VIP kèm theo đó là chỉ có đem số điện thoại rồi là ok luôn nha. 8503 VIP cho em luôn nha. Rồi bánh xe bò bánh xe gì đó là sao hết trơn rồi mọi người ha. Bây giờ sẽ công bố đáp án, mọi người comment theo em nha. Đây, tên bánh răng đồng hồ mọi người nha. Bánh răng đồng hồ là bánh không ăn được, được không ạ? Thôi Nguyễn ơi, chia sẻ livestream rồi. Em cảm ơn cho chị là bánh răng đồng hồ đi. Dạ, em cảm ơn anh Huy Gia nha. À, anh Huy Gia, anh tên là Gia Quý hay là sao? Gia Quý hả? Đây, bánh răng đồng hồ nè mọi người ơi. Mọi người comment cho em, kèm theo đó là em sẽ lướt comment. Rồi, bị đứng mất tiêu rồi. Bây giờ em chuẩn bị lướt comment nha. Mọi người comment cho em là bánh răng đồng hồ. Em cảm ơn anh Huy Gia nha. Chị cảm ơn anh Tâm nha. Mọi người comment cho em đi, bánh răng đồng hồ được không ạ? Thì cái kính mà hôm nay em tặng cho mọi người sẽ là một kính này nha. Đâu rồi? Đây, mẫu kính hôm nay mà em tặng cho mọi người là một kính này nè. Đó. Thảo Thảo lùng nằm vùng nãy giờ rồi đó. Thảo Thảo lùng nằm vùng nãy giờ chị đợi comment thôi đó. Rồi, mọi người comment liền cho em luôn nha. Anh Ken Su gửi em hình gì vậy? Cha nội Ken Su chụp hình em gửi qua cho em chi vậy? Trời, mọi người comment liền cho em là bánh răng đồng hồ được không ạ? Bây giờ em chuẩn bị lướt comment để chọn ngay ra người may mắn luôn nha. Em cảm ơn anh Nghĩa Tên, em cảm ơn anh Nghĩa Tên nhiều nha. Mẫu kính này nó sẽ tặng cho mọi người hôm nay chơi mini game. Em bóc trúng ai là người đó sẽ được trúng kính. Bây giờ mọi người comment thiệt là nhiều cho em đi. Em chuẩn bị quay comment nha, quay nha. Nhớ nha, chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai vài phút trước hoặc là lâu rồi nha. Chứ không được là vừa trúng xong mới chia sẻ, vừa xong là em không có hợp lệ mọi người nha. Có nghĩa là mọi người mà đợi á, mọi người đợi chúng rồi mọi người mới chia sẻ livestream là không có được đâu. Mọi người nhớ nha, là chia sẻ livestream trước khi mà em bóc chúng mình nha. Rồi em sẽ lướt cho mọi người coi hết. Đây nha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ai đây ạ? À, chắc chắn ở giữa hai người này em không biết ai hết trơn nha. Ở giữa hai người này thì không biết ai hết trơn cho nên em sẽ bấm lại nha. Ok chưa? Lại nha. Đây, ở giữa với Thanh Tâm với Duy Yumi cho nên bấm lại nha. 5 4 3 2 1. Ai đây ạ? Ở giữa hai người này nữa nên không biết ai hết trơn á. Lại nữa nha. 5 4 3 2 1. Chết cha, ở giữa ông Việt với Thanh Tâm nữa, hơi bị hơi luôn. Thanh Tâm hơi quá ha, không tính luôn nha. À, cho chơi mini game với cũng chưa có đúng đáp án nữa. Lại nha. 5 4 3 2 1. Ok, rồi một lần này nữa là chúng Thanh Tâm luôn ha. Bánh răng đồng hồ với Đặng Công Danh cũng chưa được luôn. Ở giữa hai người này nên em không biết chọn ai hết. Nếu mà chọn Tâm thì Danh sẽ nói là phân bì, cho nên không biết ai hết. Lại nha mọi người nha. 5 4 3 2 1. Trời ơi, lâu quá lâu quá. Ok, ở giữa hai người này nữa, chán ghê chưa. Ở giữa hai người này nữa nha. Lâu vậy hả? Tâm kêu mua. 5 4 3 2 1. Trời ơi, không biết tới ai đây. Ok, tới đây nha. Rồi lít vô một lần liền luôn. Thảo lùn lùn comment là bánh răng đồng hồ. Ok, đáp án chính xác nha. Thảo lùn lùn comment bánh răng đồng hồ. Ok nha. Rồi sẽ mai trúng Huỳnh Duy với Thư Nguyễn rồi. Huỳnh Duy ở trên, Thư Nguyễn ở dưới, sẽ mai là được trúng nha. Nhưng mà cái tay là chỉ nghe Thảo lùn. Ok nha. Rồi Thảo lùn comment cho chị là trúng thưởng kèm theo đó là số điện thoại để chị tặng kính cho em là kính này nha. Mã của nó là 35 nha. L35 màu khói Thảo luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người hôm nay đã cùng chúc chơi mini game thiệt là vui vẻ luôn nè. À, chúc mọi người có một buổi trưa thiệt là vui luôn. 2:30 chúng sẽ tổ chức mini game cho mọi người chơi nữa. Nhớ lên chơi nữa nha. 2:30 mọi người nha. Còn bây giờ thì tôi xin phép là sẽ kết thúc livestream luôn. Em giận luôn. Chúng bé Thanh Tâm với lại một người nào đó nãy giờ là ba bốn lần luôn chứ không có chúng một mình em. Cho nên chị không dám chọn em. Nếu mà chọn em á mà chúng người ta rồi, một nửa mà chọn em là như vậy là không công bằng rồi. Cho nên chị sẽ quay lại khi nào mà chúng một người thôi thì mới được. Rồi, trời ơi, Quy Gia comment trúng thưởng kìa, cho nội lầy ghê. Rồi, bé Thảo Luân Luân ơi, em comment cho chị là trúng thưởng kèm theo số điện thoại nha. Em sẽ nhận được cái kính là L35. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ nha. Bye bye.